Nhà sư cuối cùng ở núi Nga Mi. Một video được quay tại chùa Báo Quốc ở núi Nga Mi về hình ảnh thật sự của lão sư Thông Vĩnh vào năm ông 108 tuổi. Có thể quan sát thấy đồ đệ của lão sư Thông Vĩnh là Uông Kiện đã thể hiện một động tác võ thuật của Hầu Quyền. Đây là môn võ công được mô phỏng từ các kỹ thuật của loài khỉ. Lão sư Thông Vĩnh cả một đời dành hết sức lực và tinh thần của mình nơi cửa Phật. Tinh thần, ý chí không nằm ở tuổi tác. Ông cứ thế trở thành một huyền thoại trên ngọn núi vốn có nhiều huyền thoại này. Cuộc đời đức hạnh của lão sư Thông Vĩnh. Là một nhà sư lỗi lạc, được ví như một truyền thuyết của núi Nga Mi. Lão sư Thông Vĩnh được thế giới biết đến là nhà sư cuối cùng của ngọn núi linh thiêng này. Mặc dù Thông Vĩnh lão sư chưa từng tiết lộ trình độ võ thuật của mình, nhưng nhiều người biết rằng võ công của ông ấy rất cao cường, đặc biệt là Hầu Quyền. Trong cuộc đời của mình, lão sư Thông Vĩnh đã từng đánh bại nhiều võ sư và cũng từng tỉ thí võ thuật với Hải Đăng Pháp Sư, một vị cao tăng bí ẩn của Thiếu Lâm. Vào thời kỳ cách mạng văn hóa, khi Hồng vệ binh lấy danh nghĩa đấu tranh và phá bỏ những hủ tục để xông vào chùa, sử dụng bạo lực để phá hoại và đàn áp những tăng nhân trong chùa, thì lão sư Thông Vĩnh luôn đứng ra bảo vệ tượng Phật và tất cả mọi người trong chùa bằng tất cả lòng dũng cảm và sức mạnh to lớn của mình. Ông luôn chăm chỉ rèn luyện bản thân mình hàng ngày, nên dù đã hơn 100 tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh, tư duy nhanh nhạy, trí nhớ còn tốt hơn cả những người trẻ tuổi. Lão sư Thông Vĩnh luôn dằn dạy học trò rằng ý chí không nằm ở tuổi tác, tuổi càng cao càng phải có đức hạnh. Tất cả mọi người đều xem ông như một vị Bồ Tát chân chính, bởi ông luôn xem những ngôi chùa như chính ngôi nhà của mình và vô cùng yêu mến ngọn núi Nga Mi này. Lão sư Thông Vĩnh còn được mọi người nể phục và hết mực kính trọng bởi tấm lòng tốt bụng của ông đối với mọi người. Lão sư Thông Vĩnh sinh ra ở huyện Đại Phương, tỉnh Quý Châu vào năm 1899. Ngay từ lúc nhỏ, ông đã có niềm đam mê rất lớn với võ thuật và đã sớm bái sư học nghệ. Tuy nhiên, cho đến vài năm sau, khi tình hình đất nước hỗn loạn, lão sư Thông Vĩnh nhận ra rằng võ thuật không thể giải quyết các vấn đề xã hội. Do đó, ông quyết định từ bỏ võ thuật và chuyển sang xuất gia tu hành theo Phật giáo khi chưa đầy 20 tuổi. Mặc dù lão sư Thông Vĩnh không được học hành nhiều, nhưng ông rất kiên định với các lựa chọn trong cuộc đời của mình và luôn chuyên tâm vào tu luyện. Trải qua muôn vàn khó khăn thử thách gặp phải trong cuộc sống để rèn giũa bản thân, ông luôn dốc sức thực hành theo tinh thần hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, và theo cách này, lão sư Thông Vĩnh đã đạt được thành tựu của riêng mình. Trong thời gian tu hành tại chùa Đại Bình ở núi Nga Mi, lão sư Thông Vĩnh đứng ra đảm nhận làm tất cả những công việc nặng nhọc trong chùa. Mỗi ngày, ông đều dành toàn bộ thời gian để chặt củi, khuân vác và vận chuyển dầu, gạo, củi, muối và các nguyên vật liệu cần thiết hàng ngày cho chùa. Tuy những việc này rất vất vả, nhưng ông ấy không có một lời phàn nàn. Ông chỉ xem những khó khăn này như là một sự tôi luyện cho bản thân. Mỗi lần trên đường ngược xuôi chở hàng, ông đều bước từng bước và thầm niệm Phật hiệu trong tâm không ngừng. Năm 1944, lão sư Thông Vĩnh được xuất gia tại tu viện Văn Thù ở Thành Đô. Ông chịu trách nhiệm gánh nước nuôi dưỡng các nhà sư hàng ngày trong suốt 2 năm, không một ngày ngừng nghỉ. Vào năm 1949, khi lão sư Thông Vĩnh đang đi truyền giáo tại chùa Đại Bảo ở quận Ngũ Thông Kiều, thì gặp phải tình trạng thiếu lương thực trầm trọng tại ngôi chùa này. Để góp một phần sức lực cải thiện tình trạng khó khăn thiếu thốn này, ông ấy đã đến làm việc trong một cửa hàng thực phẩm tư nhân ở một thị trấn nhỏ cách chùa Đại Bảo hơn 10 km. Hàng ngày ông đều đi sớm về trễ, làm hết tất cả những việc nặng nhọc tại cửa hàng mà không ngại khó khăn. Toàn bộ số tiền mình kiếm ra từ công việc này đã được ông quyên góp cho ngôi chùa để cải thiện tình trạng thiếu thốn của nơi này. Những nhà sư tại chùa Đại Bảo đều rất khâm phục và kính trọng ông. Sự giác ngộ thực sự khiến lão sư Thông Vĩnh một lòng hướng Phật. Vào một khóa thu thiền lần thứ 7 được tổ chức tại chùa Tịnh Độ ở núi Nga Mi, do vị trưởng lão cư sĩ Viên Hoán Tiên, một tổ sư thiền ở Tứ Xuyên chủ trì, lão sư Thông Vĩnh được giao phó việc đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ các nhà sư. Ông đã chú tâm hoàn thành tốt mọi thứ, không ngại gian lao, không một lời oán thán. Cho đến ngày thứ 4 của khóa tu này, cuối cùng ông cũng được vào thiền đường tham gia và lập ước nguyện với Văn Thù Bồ Tát. Vào lúc đó, lão sư Thông Vĩnh ấy đã thực sự giác ngộ. Ông ngay lập tức đã thỉnh giáo Quảng Khâm Đại Sư để xác nhận về tâm lý thiền mà ông ấy vừa giác ngộ được. Sau khi được Quảng Khâm Đại Sư chính thức xác nhận về sự giác ngộ của lão sư Thông Vĩnh, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời ông. Từ đó, ông hết lòng quy y cửa Phật
và luôn niệm Phật trong suốt cuộc đời của mình cho đến khi qua đời. Cuộc sống hàng ngày của lão sư Thông Vĩnh cho đến trước khi qua đời vẫn không ngừng tụng kinh niệm Phật. Mỗi ngày ông đều ngồi trên một chiếc ghế tre, tay cầm tràng hạt và không ngừng niệm Phật. Ông ấy vừa niệm Phật vừa cầm tràng hạt trao tặng cho những người hữu duyên, đồng thời tha thiết khuyên họ tiếp tục niệm Phật bởi đây là con đường đúng đắn. Trong nhiều năm qua, ông đã gửi tặng hàng chục nghìn chuỗi hạt cho hàng chục nghìn người hữu duyên. Bằng cách này, ông đã gieo hạt giống Phật quả cho tất cả chúng sinh. Sau thời kỳ giải phóng, có một thời gian các nhà sư bị ép ăn mặn, thậm chí còn bị ép quay trở lại cuộc sống thế tục. Những người từ chối sẽ bị đóng dấu lên người, chỉ trích và làm nhục công khai. Để giải quyết vấn đề này, thì mỗi buổi sáng, lão sư Thông Vĩnh sau khi ăn chay tại chùa sẽ nướng một mẩu bánh mì nhỏ để mang theo lên núi đi làm. Vào buổi trưa, ông sẽ ăn bánh mì đã nướng lúc sáng, và cho đến lúc đêm xuống, ông ấy sẽ nhịn đói mà không ăn gì cả. Trong những năm tháng khó khăn ấy, ông luôn kiên quyết ăn chay, sống một mình và khổ hạnh để giữ vững bản chất của người xuất gia. Năm 1978, sau khi tình thế loạn lạc được khắc phục, quyền kiểm soát ngôi chùa ở núi Nga Mi cuối cùng đã được trao lại cho các nhà sư quản lý độc lập. Lão sư Thông Vĩnh cũng có thể mặc lại áo cà sa, nhưng vì chùa Tịnh Độ đã bị phá hủy, nên ông chỉ có thể chuyển đến chùa Vạn Niên và sống ở đó trong một thời gian dài. Năm 2007, sau khi biết Liên hoan Võ Phật Nga Mi Quốc tế Tứ Xuyên Trung Quốc lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại núi Nga Mi, sư cụ Thông Vĩnh vui mừng khôn xiết, vì vậy ông đã thu nhận 7 người đệ tử. Buổi lễ thu nhận đã được tổ chức tại chùa Báo Quốc. Ông đã tự mình ban pháp danh cho 7 người đệ tử này, khuyến khích họ bảo vệ và phát triển võ thuật Nga Mi truyền thống. Vào sáng ngày 28 tháng 4 năm 2010, sư cụ Thông Vĩnh đã ra đi thanh thản tại chùa Báo Quốc ở núi Nga Mi, hưởng thọ 111 tuổi. Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn đối với giới võ thuật Nga Mi, nhưng tinh thần của ông sẽ được truyền từ đời này sang đời khác, như ông đã nói rằng, ý chí không nằm ở tuổi tác. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.